chào các bạn. Hôm nay ngày 19 tháng 11 năm 2023 chủ nhật nha. Hôm nay là đối tượng người thông công an xã Phú An thì chỉ đạo của đồng chí phó trưởng công an xã chỉ đạo phối hợp với cùng ban giao thông tỉnh Đồng Nai và các ban ngành đoàn thể để xuống hỗ trợ những trật tự của điều tiết giao thông để các ban ngành chức năng giám định lại cái cầu Vĩnh Đông xã Phú An. Thì trong quá trình giám định như thế nào mời các vị trí các bạn theo dõi cùng chúng tôi qua phóng sự sau nha. Ngày chủ nhật ngày 19 đơn vị thi công cầu với giao thông tránh rồi xuống để kiểm tra lại cái cầu, giám định cầu. Hai xe đang đậu trên cầu. Tạm thời thì bây giờ là anh em tạm thời giờ điều tiết giao thông cho bà con đứng lại chút xíu để chờ xe đang đậu có căng cái trọng lượng của cầu. Vậy. Hả? Đây, đúng rồi, đối diện cái cầu Vũng Gấm, đối diện nhà đất bất động sản Đại Quang Minh. Địa chỉ ấp Vũng Gấm, xã Phước An, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai ha. Ai có liên hệ đất nhà đất thì đây ha. Vị số VIP nè. Vị số VIP, Giờ đang kết hợp với thanh tra giao thông nha. Thanh giao thông để làm vụ này. Về cái quá trình để thẩm định cầu các bạn. Ở trên đây là có hai chiếc xe tải có đủ trọng tải nha. Rồi một số đây số nhân viên đang cân gì đây. Mình không xuống dưới sông coi ấy được. Trường hợp khẩn cấp anh cho qua, trường hợp mà người nào khẩn cấp quá anh cho qua nha anh Tư. Còn người nào không ấy thì mình nói bà con chờ chút xíu. Trong quá trình thẩm định cầu thì cũng có các ban ngành đoàn thể đầy đủ ha. Có quản lý đô thị rồi giao thông công chánh rồi bên cầu đường rồi mời các đồng chí. Nắng quá mình vô xíu. Trong quá trình thẩm định cầu thì hầu như là không cho ai qua lại cầu, qua lại cầu sợ nó cái nhịp ấy đang đo bằng máy chứ. Mình cũng không biết hai xe này bao nhiêu trọng tấn trên đây, bao nhiêu trọng tải trên xe này nữa. Chỉ biết là đậu trên hai xe có thấy có xe có tải. Rồi bắt đầu xe nó chạy á. Rồi cho kiểm định xong rồi các bạn. Kiểm định xong rồi giờ xe đi, xe này có tải xe này nhưng mà mình không biết trọng tải đó, nên xe đang chở bao nhiêu tấn rồi. Rồi hai xe đi. Rồi. Cho qua anh Tư ơi, cho qua đi anh Tư ơi. Hai xe nữa các bạn, hai xe đang rồi.
rồi cái quá trình căng cầu như vậy rồi các bạn nha. Xe vô cầu để cân trọng tải trên cầu nha các bạn, để mình coi giám định cầu như thế nào nha. Đây hai chiếc xe nha, hai xe tải nha. Hồi nãy là cân chiều qua, bây giờ cân chiều lại. Một chiếc rồi nó sẽ đậu sát vô, rồi ngừng lại, sắp chạy qua luôn rồi. Nghe nè, nghe nè, nói đi anh Tư, nói đi, vụ gì á? Anh bảo đừng cho qua. Chưa, xe tải nó đang vô rồi, cản lại là cái gì, cân cho lên hết nữa. Rồi xe rồi vô cầu á, vô luôn. Sao lại quay đầu lại ta? Một chiếc ghe chưa tới. Bộ phận cân ở dưới đây nè. Bộ phận cân ở đây các bạn. Người ta đứng dưới cầu người ta cân á. Người ta cân bằng nghiệp vụ người ta mà không biết cân bằng cách nào. Rồi quá trình xong ha. Rồi đi vô. Rồi cân xong rồi cho bà con qua cầu. Hiện nay cầu này là chưa có bảng để trọng tải với cầu á, cho nên là giờ giao thông tránh phối hợp với các ban ngành đoàn thể có chức năng á, thì để đo cân đo giám định cầu xong rồi mới cấm biển báo là trọng tải qua cầu bao nhiêu ha. Rồi mời các bạn cùng theo dõi nha. Khi mà để cấm biển trọng tải cầu á thì các đơn vị chức năng gồm có thanh tra giao thông, quản lý đô thị và các đơn vị có chức năng nhiệm vụ này thì đến cân cái cầu rồi các bạn, cân xong rồi mới cho bản trọng tải nha. Nay cũng lần đầu tiên mình mới hỗ trợ cho đơn vị này. Đó, anh em đang đọc á, anh em đang đọc, đây là một phần kỹ thuật đang dưới đây, phần đo nào ở dưới cái chân cầu này, các bạn thấy không? Nhìn đầu các bạn thấy không? Số anh em đang đo dưới. Còn đây trên đây có hai xe tải đậu đây. Hai xe tải nè. Đang đậu trên cầu. Còn dưới đây có 3-4 đồng chí. Có đồng chí đang để máy dưới đây, tại vì mình ở dưới đây có nước mình không xuống được nha các bạn. Nếu có không có nước mình cũng xuống, mình cho các bạn xem cái quá trình giám định cầu cho các bạn xem. Đây cũng lần đầu tiên mình mới hỗ trợ cho các anh em này đi làm nhiệm vụ giám định cầu đây. Có để máy dưới đó nhưng mà mình không xuống dưới được. Anh em đang ngồi nè, 4 anh em thì hỗ trợ cái công việc này, thì có gồm có giao thông công chánh, quản lý đô thị, rồi các đơn vị nghiệp vụ thì mới làm được, chứ mình không làm được nha. Đây phía cây cầu các chị thấy không, có tổ tự an toàn giao thông đang đứng điều tiết bên kia. Rồi phía bên đây cầu cũng có nè, mình review bên đây cầu cho các bạn xem nha. Đây phía bên đây cầu cũng có bà con đang đứng chờ hai đầu cầu, chờ cho đơn vị chức năng giám định cái cầu xong rồi cái đầu cái mới cho qua. Đây địa bàn này, địa bàn ấp Dũng Gấm, xã Phước An, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai các bạn. Cầu Dũng Gấm, đây là con kênh Dũng Gấm đây. Mình đang giữ cái điều tiết này cho tuyến đường băng qua lại các bạn. Đây nè, qua đó, đường qua đó, qua đây bờ kè. Rồi, các bạn xem thấy không? Ở trên đây là có hai chiếc xe tải nha.
một xe 40 tấn và một chiếc xe là 20 mấy 30 tấn gì đó. Nãy đồng chí nói mình quên rồi. Đây là căn thứ ba, hồi nãy là căn hai lần rồi, một lần thì lệch trái, một lần ở giữa, bây giờ là lệch phải nha. Đấy, đây xe đang đậu nó, một phần kỹ thuật đang kiểm tra cái trọng tải xe. Rồi cho ra đấy các bạn, xong rồi đó, xong rồi đó, xong rồi đó, vậy cho đi qua. Sau khi gần xong thì kỹ thuật cho xe một chiếc đi ve, một chiếc đi tới các bạn, một chiếc đi ve, một chiếc đi tới. Mà mình không biết cái này là cái thực này như thế nào thiệt, nhưng mà mình thấy một chiếc đi ve, một chiếc đi tới đó. Rồi, bộ phận anh em dưới đây còn đây đây. Rồi thì mình cúp video đây nha, nếu mà có gì hay hay thì mình sẽ review tiếp cho các đồng chí các bạn cùng xem theo dõi nha. Rồi, nếu mà cái gì mình chưa hiểu thì các đồng chí các bạn đóng góp cho mình nha. Rồi sau khi ấy xong thì điều tiết giao thông cho xe qua cầu. Đây bà con nãy thì cũng đang chờ. Đây, xe qua cầu. Hai tiếng. Tuyến đường này là tuyến đường Hùng Vương. Tuyến một cũng tuyến đường nhỏ thôi, nhưng mà chỉ có mấy phút thôi mà xe nó đông như thế này các bạn. Tuyến đường này thì nó liền từ ngã ba Phước Thiền của huyện Long Thành đi đến tới cầu tới bến phà Cát Lái của huyện Nhân Trạch các bạn. Ra tuyến đường Hùng Vương. Rồi thôi mình xin phép tạm dừng video ở đây. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn cho mình một like và chia sẻ cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có một ngày chủ nhật vui vẻ và hoàn thành nhiệm vụ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn thân mến, đây là cái cầu thứ hai. Thì giờ trước mắt là trước khi mà thẩm định cầu để cấm biển trọng tải thì đơn vị kỹ thuật kết hợp với các ban ngành để đo bằng máy các bạn. Và hiện nay là các anh kỹ thuật đang ngầm đang đứng dưới phía cống này nha. Rồi vài phút nữa là xe sẽ lên miệng cống, chạy ngang miệng cống đậu đó, rồi sẽ đo trọng tải giám định cầu. Tên quay mình quay ngược sáng á, mình quay này nó không được sáng mấy đâu, cứ chỉ thông cảm nha. Đây là cái cống của cống đại điền, cầu cống đại điền xã Vĩnh Thanh nha, huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai. Cái trước các đồng chí nãy xem là cái đó là cầu ấp Vũng Cống xã Phước An huyện Nhân Trạch. Thì bây giờ cái đây là cái cầu thứ hai. Cái cầu này thì có lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ luôn các bạn. Hồi nãy là chỉ có cảnh sát giao thông, giờ có lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ luôn cả nha. Đó, xe lực lượng cảnh sát giao thông đoạn đường các bạn theo hỗ trợ để điều tiết giao thông á. Thì đoạn đường này nó hẹp mà xe nhiều, mà cái công tác đo này thì nó hơi lâu lắm, cho nên là phải cần tới lực lượng chức năng. Nhưng lực lượng này là coi như là để điều tiết cho nó đỡ ùn tắc. Một các đồng chí cùng mình theo dõi nha. Lát nữa xe tới mình sẽ review tiếp cho các bạn xem nha. Hồi nãy các bạn xem bên kia là mặt bên đó là mặt bên phải của cầu nha. Bây giờ đây là mặt bên trái nha các bạn. Đấy, anh em cũng đang ngồi dưới đây đo đây. Thấy không? Anh em đang ngồi dưới đây đo, anh em bộ phận kỹ thuật đang ngồi đây đo. Mà phía ngoài thì có một cái máy đo độ chênh lệch các bạn. Các bạn thấy có cái máy nha, để mình về cái máy. Cái máy để như cái máy địa chính vậy đó, đang đo độ chênh lệch đó. Để đo cái độ chịu lực của cầu các bạn. Rồi cho các bạn xem, cái trời này xem đầu xe lên các bạn. Đây xe đổ lên đầu. Để qua đo độ rung. Nên đo độ rung của cầu. Để mình để mình xuống chút xíu nữa nha các bạn, mình xuống chút xíu nữa cho các bạn xem nha, để cận cảnh các bạn xem nha. Đây, bộ phận anh em kỹ thuật đang ở dưới cống nha, đo độ rung của cầu. Đây, mấy anh em đang cận cảnh cho anh xem luôn, độ đo
lo trồng trại cầu anh con. Bên kia mình thấy có đồng nhưng mà để cái máy gì trên, cái máy gì ở trên máy mình không biết được, đây là cái máy này. Tối quá, ngược sáng, ngược sáng nha các bạn. Mấy anh đang ngồi đây, đo đo mặt nước. Tối quá, tối quá, ngược sáng, ngược sáng. Đồng chí này đem cái máy đo độ rung để lên cầu. Đây mình cho các bạn xem cận cảnh luôn nha. Cận cảnh là đo nghiệm thu cầu và đo độ rung cầu và coi như là giám định để cho biết trọng tải cầu xe chạy qua lại là bao nhiêu tấn nha các bạn. Giữa phối hợp của các ban ngành với ban ngành coi như là chức năng á, coi như nghiệp vụ biết cái này mới đi làm được chứ không mình thì cũng không biết đâu. Kết hợp với của cảnh sát giao thông với giao thông công tránh và địa phương hay còn ha, phòng đô thị và bộ phận xây dựng ha. Rồi nắng quá các bạn, thôi giờ mình xin phép mình cúp máy nha. Con có giờ động không? Có bán gầy đó. À đường nó hẹp quá không dám chạy nhanh được. Thôi chạy tốc độ vậy cũng được không? Tiếp tục một chiếc xe chạy qua nha các bạn, cho các bạn xem nha. Đó, một chiếc xe chạy qua nè.
cái cầu đó
rồi. Đây đại gia nè, đại gia đứng trước cửa nhà đại gia làm việc nè. Rồi, rồi.